Ôi, chào các bạn, hiện tại là khoảng 6 giờ sáng ngày 1 tháng 7 2024 và đây là phi trường Tân Sơn Nhất Sài Gòn. Sáng hôm nay từ đây chúng ta sẽ cùng nhau bay tới miền đất mái nhà thế giới, nơi có những ngọn núi tuyết vĩnh cửu với độ cao trên 7.000 mét, vô số sông băng, ốc đảo, sa mạc, hồ thiên và những đồng cỏ xanh treo giữa trời. Và đó chính là khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc. Từ Sài Gòn đi Tân Cương thì thường chúng ta sẽ phải bay quá cảnh đến thành phố Quảng Châu của tỉnh Quảng Đông hoặc là thành đô của tỉnh Tứ Xuyên. Và sáng hôm nay mình quyết định là sẽ bay đến sân bay Thiên Phủ của thành đô. Giá vé máy bay mình đặt được trên trang trip.com là 400 đô các bạn ha, tương đương hơn 10 triệu đồng. Sài Gòn bay tới sân bay Thiên Phủ thành đô, sau đó chúng ta sẽ trung chuyển bay tới Urumqi hay Ô Lỗ Mộc Tề, thủ phủ của Tân Cương. Bây giờ chúng ta qua làm thủ tục ha, bay đến sân bay Thiên Phủ thành đô. Bắt đầu chương trình Tây Vực Tân Cương du ký. Rồi, phục vụ nước uống nha, trên máy bay. Ở đây là có trà hoa lài nè, hồng trà nè, cà phê nè, rồi nước ngọt nha. Sáng này các bạn ơi, ở đây có được miếng bánh nè, sữa nè, trái cây nè, còn cái gì nữa ta? Cà chua. Có ăn ớt không? Có cơm nè. Đi họ. Xiên dâu. Xiên cái quả gì thiệt. Ăn cơm là có hũ ớt nha, đó, mang ớt đi cho đó, từng người nha. Chưa ăn. Mấy giờ rồi ta? 8 giờ 40. Đó, ăn sáng đó các bạn. Ok. Cất cánh từ Sài Gòn lúc 7:50 sáng và bây giờ là 12:30, đã tới được sân bay Thiên Phủ của thành đô Tứ Xuyên, nhà ga T1. Bây giờ từ nhà ga T1 chúng ta sẽ di chuyển qua nhà ga T2. Tại nhà ga T2 lúc 18:55 chúng ta sẽ đáp chuyến bay đi đến Urumqi, Ô Lỗ Mộc Tề. Rồi chúng ta đi thôi. Di chuyển từ T1 qua T2 của sân bay Thiên Phủ thành đô Tứ Xuyên. Rồi các bạn lưu ý ha, ngay tại sân bay Thiên Phủ, nhà ga T1 chúng ta sẽ làm thủ tục nhập cảnh vào Trung Quốc, sau đó chúng ta sẽ di chuyển qua nhà ga T2. Thì ở nhà ga T2 này các bạn quan sát là sẽ có tất cả là bao nhiêu cổng mình? Cổng ra hơn 262 cổng. 262 cổng các bạn, rất là lớn luôn. Và chúng ta có một điều đặc biệt chỗ là lúc mà chúng ta làm thủ tục máy bay á, ở Sài Gòn á, thì chưa có cổng. Có nghĩa là chưa có cái số cổng đó các bạn, mà chúng ta đến nhà ga T2 này chúng ta sẽ phải đợi tới giờ bay của chúng ta là 6:55 tối, thì có nghĩa là khoảng độ 4:55 tối chúng ta sẽ ghé lại, chúng ta hỏi coi là cái cổng của chúng ta là cổng số mấy. Từ đó mới bắt đầu đi kiếm cổng. Đúng rồi, bây giờ các bạn xem nè, đó, cổng từ 201 tới 222 nè, các bạn thấy không? Dữ dằn luôn. Qua đây chính là cái khu vực mà chúng ta có thể hỏi được là cái cổng của chúng ta bay đến Urumqi sẽ là cổng số mấy nha. Mình muốn nhấn mạnh một lần nữa là ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn là họ sẽ làm thủ tục cho chúng ta là từ Sài Gòn bay thành đô Tứ Xuyên là họ xuất cái boarding pass đó, họ xuất cả hai luôn. Nhưng mà ngay tại Sài Gòn bay thành đô Tứ Xuyên thì sẽ có cổng rồi. Còn từ thành đô Tứ Xuyên này bay đến Urumqi thì nó chưa có cái cổng là cổng số mấy, mà phải đợi tới gần tới giờ bay nó mới công bố cái cổng. Và chúng ta sẽ phải đến khu vực này để chúng ta hỏi. Các bạn lưu ý nha, là nên dành cái thời gian trung chuyển xa chút xíu, bởi vì đại đa số nhân viên ở đây là khoảng độ trên 99% đều nói tiếng Trung không. Do đó khi mà nói chuyện nó sẽ không phải dễ dàng đâu. Thực tế mà nói là có một cái chuyến bay từ Sài Gòn đến Urumqi mà trung chuyển chỉ trong vòng khoảng độ 2 tiếng rưỡi, nhưng mình đã không đọc chuyến đó, bởi vì mình sợ là đôi khi trung chuyển nó sẽ không kịp.
Bây giờ chúng ta đi tìm một cái gì đó chúng ta ăn thôi, sau đó chúng ta sẽ đợi tới khoảng độ 4 giờ 50 phút chúng ta sẽ hỏi cái cổng ra để đáp máy bay đi đến Urumqi. Ô lỗ Mộc Tề. Nhà ga T2, sân bay Thiên Phụ, thành đô Tứ Xuyên. Đây là khu vực vườn các bạn ha. Nhiệt độ ngoài trời hiện tại tương đối là nóng. Không ai ra ngoài đây cả, chỉ có mình thôi. Rồi thôi vô lại đi kiếm cái gì ăn nha. Ở trong đây có quán cà phê Starbucks, rồi có cả cái quán hồi bữa mình ăn là quán gì? Việt Nam đó. Quán phở Việt Nam nó dở kinh khủng luôn. Dở động trời luôn. Các bạn có nhớ không, đợt trước là từ Bắc Kinh chúng ta bay về sân bay Thiên Phủ, rồi sau đó từ Thiên Phủ bay về Sài Gòn đó, có ghé đây ăn nè, nó dở lắm luôn á. Rồi ở đây chơi thôi. Rồi chúng ta quyết định ăn hoành thánh các bạn nha. Giá 35 tệ một tô các bạn. Hơn 100.000 đồng một tô nha. Ngay tại góc này. Đi vô. $35 18 viên. Hơn 100.000 đồng Việt Nam. Đây. Có thịt miếng cải. Qua bên đây là hộp cơm của hãng hàng không Tứ Xuyên, nãy chưa ăn. Dạ ăn luôn. Đó, cơm gà các bạn. Ôi, phần hoành thánh này khá là ngon các bạn. Nước lèo ngọt thanh nha, nhưng đậm đà, bên trong là thịt heo. Ăn được các bạn. So với cái phở Việt Nam đợt trước mình ăn, cái này nó ngon hơn rất nhiều. Ừ. Ít ra là cũng có chỗ ăn ngon ngon. Đó. Cái sa tế ớt này cay nhẹ và thơm. Không, cái nhân đậm đà chứ, nước lèo nó bình thường. Dạng ngọt thanh thôi. Cơm thấy sao? Nhưng mà không có bị gì là lạ. Ok. Đây là cơm hàng không Tứ Xuyên. Và bây giờ là 4 giờ chiều các bạn ha, giờ Bắc Kinh. Ngay tại chỗ này chúng ta có thể kiểm tra được là chuyến bay của chúng ta sẽ ra cổng nào nha. Mình bay Urumqi thì chuyến bay của mình ra cổng số 32 các bạn ha. Có tất cả là 14 trang, đang nhảy tới 16:35. Nhảy liên tục các bạn. Đây, 3U6517 các bạn ha, đi Urumqi, ô lỗ Mộc Tề, cửa ra số 32. Ở đây có tất cả là 252 cái cửa đăng ký các bạn. Rất nhiều không? Nhà ga T2. Xe di chuyển giữa các cửa các bạn. Ở đây là 2045 101 145 nha. Đó. 250 mấy cửa. Bây giờ là 5:30 chiều, chúng ta ra khu vực cửa số 32 nha. Đó. Đây các bạn xem nè, phòng đợi trước khi lên máy bay nha. Cái ghế ngồi rất là đã luôn. Đây là khu vực cửa 27, 29 rồi. Rồi. Có khu vực cho nít chơi luôn. Đã không?
nước uống, nước lạnh, nước nóng khắp mọi nơi. Bỏ xa sân bay Tân Sơn Nhất, chỗ sạc điện cũng đầy luôn các bạn, chỗ nào cũng có nha. Đây chỗ sạc điện bên góc tay phải. Đó. Máy tính ngồi làm việc đây. Bây giờ là 8 giờ 11 phút tối. Trên chuyến bay từ thành đô đến Hồ Lỗ Mộc Tề, Urumqi. Cho ăn cơm các bạn. Cô hãng hàng không Tứ Xuyên chắc giống vậy quá à. Có khác không? Ủa sao có trái cây vậy? Cái bánh hồi sáng bự hơn. Có hai loại sữa. Ờ sao vậy? Cho anh cho bánh trái được. Cho. Ok. Rồi cho. Ăn cơm xong cho thêm cái bánh bao các bạn. Bánh bao thành món chung. Giờ 30 phút tối các bạn ha, đã đến được sân bay của Urumqi, sân bay quốc tế các bạn ha, thủ phủ của khu tự trị Tân Cương. Và phía trước mặt các bạn đây là một ngọn núi rất nổi tiếng có tên là Thiên Sơn, Ten Son. Bây giờ các bạn nhìn qua đây, đó chính là Thiên Sơn Tuyết Liên, đã chưa? Chúng ta sẽ nói về dãy Thiên Sơn sau nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra về khách sạn. Có nhiều cách để về trung tâm khách sạn chúng ta ở đó. Thứ nhất là chúng ta có thể đi xe buýt, thứ hai đi taxi, cái thứ ba là sẽ đi bằng xe điện ngầm các bạn. Tuy nhiên hiện tại là khoảng độ hơn 10 giờ rưỡi tối rồi. Mình nghĩ có khả năng là sẽ không còn xe buýt hoặc là không còn xe điện nữa. Và có thể chúng ta sẽ phải đi taxi, khoảng cách 20 cây số nha. Ten Son, Thiên Sơn. À, mình nói chút xíu các bạn ha, là bay với hãng hàng không Tứ Xuyên thì hành lý chúng ta được tất cả là 20 kg, mình nhớ là vậy, và hành lý sách tay là 8 kg. Thì từ Sài Gòn bay đến thành đô Tứ Xuyên rồi đi đến đây thì hành lý là ký gửi một lần luôn các bạn, có nghĩa là sẽ không có lấy hành lý ra ngay tại thành đô Tứ Xuyên mà là chuyển trực tiếp tới đây luôn. Kỳ này hành lý của mình hơi nặng chút xíu, 11 kg.
do đó là phải đợi đây để lấy hành lý. Rồi, đây là bên ngoài sân bay các bạn ha. Bây giờ là khoảng độ 10 giờ 55 phút tối các bạn. Chúng ta quyết định đi taxi về khách sạn ở trung tâm và đặt taxi trên TT có giá là 61 tệ, khoảng cách là 20 cây số đúng không? 16 cây. Ủa, có 16 cây tới hả? 16 cây mà lấy 60 tệ tương đương khoảng độ gần 200 ngàn đồng các bạn. Buổi tối phải chịu giá này, không còn cách nào. Giá cao ghê á. Và chúng ta đang ở trên xe taxi từ sân bay về trung tâm thành phố và khách sạn của mình ha. Urumqi, tiếng Việt Ô Lỗ Mộc Tề, tiếng Hán đọc là Wu Lu Mu Chi. Đây là thủ phủ của khu tự trị Tân Cương. Diện tích của Tân Cương rất là lớn các bạn, trên 1.660.000 cây số vuông, có nghĩa là gấp 5 lần diện tích của Việt Nam, gấp 3 lần diện tích nước Pháp và bằng khoảng độ 1/6 diện tích của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Urumqi nằm ngay phía bắc của khu tự trị Tân Cương. Và khu tự trị này có 3 dãy núi rất là nổi tiếng. Phía bắc có dãy núi Altai. Phần trung tâm có dãy núi Thiên Sơn. Các bạn thường nghe là Thiên Sơn Tuyết Liên đó, thì đây chính là dãy Thiên Sơn. Thì dãy Thiên Sơn này chia Tân Cương ra làm hai khu vực, khu vực phía bắc và khu vực phía nam. Ở khu vực phía nam có dãy núi nổi tiếng, đó chính là dãy núi Công Luân mà chúng ta thường xuyên coi trong phim của Hồng Kông á, là chúng ta thường nghe ha. Đại bộ phận dân cư của khu vực Tân Cương này là người Duy Ngô Nhĩ các bạn ha, theo đạo Hồi. Với diện tích hơn 1.660.000 cây số vuông các bạn ha, thì khu tự trị Tân Cương này có diện tích lớn nhất ở Trung Quốc. Và xét về mặt vị trí địa lý á, thì nó nằm về phía tây của Trung Quốc và chúng ta thường gọi là Tây Vực. Và khu vực này giáp với rất nhiều nước, chẳng hạn như là Mông Cổ, Nga, các nước Trung Á và Tây Tạng. Và Tân Cương với thành phố Urumqi và một số thành phố khác nữa là một phần của con đường tơ lụa rất nổi tiếng. Hành trình Tân Cương Tây Vực Ký kỳ này mình sẽ đi khoảng độ 20 mấy ngày các bạn nhé. Đi từ Bắc xuống Nam. Mình bay đến phía Bắc của Tân Cương, thành phố Urumqi, và mình sẽ bay về từ phía Nam của khu vực này. Các bạn có thể theo dõi hành trình của mình trên Facebook nha, bởi vì trên YouTube thì tương đối là chậm, bởi vì xử lý video, cái thứ hai là mạng rất chậm các bạn. Với Tân Cương Tây Vực Ký thì mình sẽ viết hành trình trên Facebook tương đối là kỹ càng dành cho các bạn để đi tự túc. Lý do tại sao là bởi vì thông tin về Tân Cương thực sự mà nó rất rất ít. Bản thân mình để tìm thông tin về Tân Cương mất rất nhiều thời gian các bạn. Rồi, chúng ta đã tới nơi ha. Khách sạn của mình nằm đối diện các bạn, có tên là Home Inn. Khách sạn này mình đặt trên trang trip.com có giá là 50 đô một đêm nha, cho đầu tuần. Cuối tuần giá phòng sẽ tăng đó các bạn. Khu vực này có một số quán ăn, rồi bán trái cây, đủ thứ hết. Rồi, chúng ta đã qua đường ha. Bên cạnh khách sạn là một tiệm tạp hóa, có bán đầy đủ luôn. Mở cửa tới 12 giờ khuya các bạn. Đây là khách sạn Home Inn, số 147 đường Kỳ Đài. Các bạn lưu ý nha, lên trang Facebook mình sẽ để phiên bản tiếng Anh rồi tiếng Trung luôn cho các bạn, để có thể copy sử dụng được. Ngày đây họ có bán một số đồ nướng của người Duy Ngô Nhĩ. Ở đây chúng ta thấy bắp, rồi nấm, hẹ, xúc xích. Một lát nữa sẽ ăn nha. Bây giờ chúng ta sẽ vào nhận phòng. Khu vực lễ tân nằm ở trên tầng 2 các bạn. Rồi chúng ta bước vô nha. Số 147 Chỉ Thải Kỳ Đại. Rồi chúng ta theo thang máy lên tầng 2. Tầng 2 có nghĩa là tầng 1 đó các bạn. Ở đây thì tầng trệt hoặc là tầng 1 nha. Như vậy là tầng 2 ở đây chính là khu vực tiền sảnh làm thủ tục nhận phòng. Dễ thương. Có máy lạnh, có chỗ ngồi, đợi chút xíu. Đây có nước nữa nè.
Đấy, có trà miễn phí. Có bán dao cầu râu, có bán bàn chải, có bán luôn kể cả kem đánh răng. Thôi chúng ta vô những phòng rồi ha. Phòng 205, khu vực tiền sảnh luôn, thuận tiện. Đây, phòng có giá 50 đô các bạn. Có một cái tivi lớn. Rồi. Nhìn xuống đường phố luôn nha. Có đồ nấu nước, hai chai nước, có trà. Này chắc không phải đồ. Có cái bàn đọc sách. Rồi, máy lạnh. Ở đây có hai cái giường. Sạch sẽ các bạn. Không có tủ lạnh. Không có tủ lạnh. Không cần tủ lạnh rồi. Rồi, đây chính là khu vực phòng tắm nè. Đó. Cũng được các bạn, 50 đô đó một đêm đó. Giá phòng khách sạn Trung Quốc bây giờ không có rẻ nha. Rồi, tắm rửa nghỉ ngơi chút xíu, chúng ta sẽ ra ngoài chúng ta ăn tối nha. 11 giờ rưỡi tối rồi các bạn. Giờ mới được ăn tối. Rồi, từ khách sạn các bạn ha, chúng ta đi bộ chút xíu tới đây. Ăn mì các bạn ơi. Bây giờ là khoảng độ 12 giờ 20 phút khuya. Đây là một quán ăn của người Duy Ngô Nhĩ. Thành phố này buổi tối xả rác hơi nhiều. Rồi, bước vô luôn. Ây, xe xe. Tô mì giá 12 tệ. Rồi, ăn thôi đi ngủ. Tiết kiệm đi, tiết kiệm đi. Tiết kiệm đi. Còn không có nữa. Một lần, một lần. Xúc lên. Có được bao nhiêu thịt nữa. Đó, chỉ có vậy thôi. Mì. Em không thấy. Tô mì này nó dở lắm các bạn. Nó dở khủng khiếp luôn á. Không phải là nó dở khủng khiếp, nhà tệ xíu mà ăn không được. Đúng rồi, nuốt không được luôn các bạn. Trời ơi, nó giống như là nước lã đổ vô trong mì vậy đó. Mấy nước lã của anh Hồ nó sợ sợ. Đó, nó không có cái gì mà luôn á. Cái quan trọng là ở trong cái nước này là nghe mùi dê rất là nồng. Ừ. Cái mùi thịt dê á. Ừ. Cộng mì thì nó cứ nhức nhớt. Nhức nhớt. Đây là một tiệm mì của người Duy Ngô Nhĩ các bạn ha. Và người Duy Ngô Nhĩ cho đại đa số là theo đạo Hồi nha. Mình không biết cái phong cách họ ăn như vậy hay tại mình xui mình nhập tiệm như vậy. Ừ. Mà nói chung là ngày đầu tiên, tối đầu tiên. Em đã bỏ rất nhiều là sa tế với lại tương vô để nó khắc cái mùi. Không có vị luôn các bạn, không có cảm giác vị vậy luôn. Dở lắm luôn. Trước khi mình đi đến Tân Cương thì mình có nghiên cứu ẩm thực chút xíu. Và thực sự mà nói là không có gì để nghiên cứu các bạn. Có thẳng luôn. Đó là mình gợi nhớ về Vân Nam. Các bạn có nhớ chuyến Vân Nam không? Vân Nam vừa rồi là mình đi là mình cứ phải tìm những nhà hàng đến từ Quảng Đông, Tứ Xuyên để mình ăn thôi. Chứ còn ẩm thực mà ngay tại bản địa của người Vân Nam thì rất ít món ngon. Tại đa số là dở. Không có hợp khẩu vị với mình. Tiệm mình ăn nhưng mà đa số là tiệm của tỉnh khác chứ không. Ừ đúng rồi. Như là của Bắc Kinh, Tứ Xuyên, Quảng Đông. Rồi ghé qua đây ăn đồ nướng, hẹ với lại nấm. Nó cho ớt vô. Mỗi cây 2 tệ ngay phía trước khách sạn các bạn nha. Mặn mặn cay cay các bạn ăn cũng được nha. Tuy nhiên độ cay nó không có đạt tới được cái độ cay của mình. Nó hơi nhẹ một xíu. Cái này phải cần tăng thêm nhiều ớt hoặc là xuyên tiêu vô nữa. Mười hai giờ rưỡi khuya.